Con tắc kè màu xanh màu đỏ, em mắc dời em nấu cà ri, đem đến trường mời cô mời bạn. À cái gì nữa quên lại tiêu rồi. Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một clip Minecraft đó anh em ơi. Và nếu như các bạn thấy thích video của mình á thì đừng quên like, share và subscribe, nhấn vào nút đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình để ủng hộ cho mình nha, để mình có thể làm clip nhiều hơn cho các bạn xem nha. Và nếu như video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ ra video mới nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Yêu anh em lắm luôn á, yêu phải nồi luôn ha ha. Ôi mà mình không biết là hôm nay mình sẽ làm gì đây anh em, buồn ghê luôn á trời. Vô Minecraft mà riết không biết mình phải làm gì nữa cả. Ê, ê, Phong ơi, Phong ơi. Ủa gì anh dịch? Qua đây nổ này nghe nè, có đây quan trọng lắm luôn nè. Ủa chuyện gì anh? Trời ơi, hôm nay anh vừa mới nhận một cái đơn hàng tỷ đô. Cái gì? Đơn hàng tỷ đô? Ủa, anh bán cái gì mà đơn hàng tỷ đô? Thì đại loại là đơn hàng ra pizza, thì người ta nói là hôm nay anh cần đi giao hàng pizza nè. Nhưng mà cái ông mà khách nhận pizza này là một gọi là triệu phú đại gia. Nếu mà anh ra pizza mà anh lấy được lòng ông ấy là ông ấy có thể ký cho anh hợp đồng tỷ đô. Cái gì ghê vậy? Ủa hôm nay anh bán pizza luôn hả? Sao anh không làm youtuber mà anh bán pizza chi vậy? Người ta kiếm thêm á trời ơi, như kiểu sáng đi làm công sở tối với chạy Grab á trời, cái gì à, à ok. Ok các bạn thấy không? Làm YouTuber đâu phải là có nhiều tiền đâu các bạn. Các bạn nhớ là nhớ bấm vào quảng cáo để có thể giúp cho bọn mình có tiền để mua mì gói ăn nha anh em. Ủa vậy à? Ừ nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải làm gì anh? Thôi bây giờ chúng ta làm gì đâu trời, bây giờ anh cần có một cái xe nè mà em nhìn không? Chứ bọn mình mới qua Minecraft bọn mình có xe cộ nhà đâu trời, giờ không có cái gì để đi giao là cái xe đạp cũng có luôn à. Ủa thì em tính ra giờ anh kêu em cũng vậy thôi, em cũng đâu có xe, lẽ giờ anh bắt em phải ngồi xuống bò cho anh cưỡi lên hả? Tào lao, bây giờ nè, anh không có xe thì anh đang muốn nhờ em là bây giờ em đi kiếm giùm anh cái xe được không? Kiếm xe, giờ ở đây làm gì có, dân làng nó có chạy xe đâu có, giờ làm gì có xe. Thời gian ngoài kia xem đại, có ai người ta đi xe qua cướp đại chiếc đi nữa. Trời ơi, cướp các em vô tù, em ở rồi ai làm video cho mấy bạn của em xem. Thôi tào lao quá, tào lao quá, bây giờ anh chỉ cần biết là bây giờ anh cần có một cái xe để anh làm hợp đồng tỷ đô nè. Bây giờ nếu không có thì từ giờ đến tối anh sẽ cho em out team luôn. Cái gì? Trời mấy bạn ơi, anh Dịch ác quá, tự nhiên giờ anh Dịch cần có cái xe. Mình không có xe cho anh Dịch là anh Dịch đuổi mình ra khỏi team, kỳ quá dạ, bất công quá dạ. Bây giờ không có tiền thì không duy trì được team, chả giải tán team chứ làm gì á. Trời ơi, nói chung là đại loại bây giờ mất thời gian chứ đi kiếm cho dùm anh xe đi trời ơi. Ờ, làm sao làm được trời ơi, anh ơi, anh làm khó em à anh. Thôi, bây giờ giao nhiệm vụ là việc của anh này, còn làm nhiệm vụ là việc của em thôi, anh đi ngủ đây, bye bye. Ơi, Dịch, mở cửa, mấy bạn ơi, bây giờ kiếm đâu ra chiếc xe đây trời. Trời ơi, tức quá mà, ỉ làm trưởng team mày muốn làm gì hay làm á trời. Anh Dịch kỳ quá bạn ơi, mấy bạn nhớ qua bên video của anh Dịch đó, comment là anh Dịch quá đáng lắm luôn á nha. Nhớ qua bên video của anh Dịch comment cho mình nha. Ok trời. Không có gì anh ơi. À, trời ông nghe mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, thật ra thì trời cái gì chứ làm ra được chiếc xe đó đi hả? Mình nói thật là rất là đơn giản thôi. 1 hour later. Hai đi thôi, trời ơi là trời, chán ghê luôn mấy bạn ơi. Tự nhiên hôm nay ông Mr. Dịch không hiểu sao mà ông dở chứng. Ông bắt mình là phải chế tạo cho ổng một cái gì đó mà ổng có thể đi di chuyển được. Mà bây giờ á, trong Minecraft ngoài chiếc xe với lại con ngựa ra thì có cái gì để di chuyển đâu. Mà bây giờ thì ổng bắt mình, trời ơi, nhà mình thì nghèo quá, không có tiền để mua xe cho ổng. Giờ bằng cách nào đây, làm cách nào đây? Cũng may là mình thông minh á, mình đã nghĩ ra được một cách để có thể làm ra một thứ để cho ông Dịch có thể đi qua đi lại nhanh thiệt nhanh luôn anh em ơi. Các bạn hãy cùng theo chân của mình để xem coi mình sẽ làm gì nha anh em. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm nguyên liệu. Đầu tiên là mình sẽ cần một ít lông gà anh em ơi. Gà ơi, cho tao xin tí lông được không? Không cho tao cũng tự lấy mày. Ôi sao nó lại cho mày thịt gà, tao đang cần lông mà. Cho ít lông coi. Ok, nó cho mình một cọng lông rồi nè. Đưa ít lông của mày đây coi. Trời ơi, mày không đưa lông của mày tao sẽ lấy lông nách của mày đó. Đưa lông đây. Ok rồi, 5 cọng lông rồi nè. Họ 6 cọng lông luôn. Ok, mình cần 8 cọng lông lận. Đứng lại mày, đứng lại. Ok, 7 cọng rồi nè. Trời, cho thêm vào một cọng nữa thôi, cho thêm một cọng thôi. Ê gà, đứng lại. Chạy đi đâu cho thoát. Ôi, nó chỉ cho mình thịt ha, nó không có cho mình lông mấy bạn ơi. Ôi trời. À đây bên đây có, bên đây có con gà nè. Ê. Chết mày đi. Trời ơi, nó lại cho mình thịt nữa, sao nó không cho mình lông ta? Đi lon ton trong sân bắt con gà bao vô nồi. Chết mày nè. Ok rồi, có 8 cọng lông rồi nè anh em ơi, đủ rồi nè. Rồi, nguyên liệu thứ hai mấy bạn ơi, đó chính là mình sẽ cần thêm lông cừu nữa. Đâu rồi? À, con cừu màu đen.
Thôi con cừu màu đen xấu đó không được đâu, lấy cừu màu trắng đi. Đó, một cộng lông cừu nè, mình cần 4 cộng lông cừu mấy bạn ơi. Đó, đây đây đây. Nè nè mày hả? Con cừu kia đứng lại trời. Con cừu nha, nói tầm bậy bạ, nói lộn giờ. À, bắt con cừu nè. Ok, 4 cộng lông. Ờ, 3 cộng lông thôi nè. À, còn thiếu một cộng lông nữa thôi. À, bên đây có, bên đây có. À, nè cừu nè. Cừu nè, đứng lại mày. Cừu nè. Ôi, hello heo. Nhìn mặt mày ngu quá, chắc tao giết mày luôn quá. Giết mày luôn nè, đem thịt về nhà ăn mấy bạn ơi. Ok, và bây giờ mình đã kiếm được đủ nguyên liệu nè anh em. Và tiếp theo nữa mà mình cần phải có màu sắc. Thì anh em biết là mình thích màu gì không? Mình á thì mình thích màu xanh lắm mấy bạn ơi. Màu xanh dương á. Còn mấy bạn thích màu gì thì mấy bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Bây giờ mình nghĩ là mình phải đi kiếm một ít màu xanh dương để chúng ta làm cái phương tiện di chuyển này màu xanh dương cho nó đẹp anh em ơi. Ở đây có một ít hoa màu xanh dương nè, lấy luôn. 2 hours later. Rồi, đi vào nhà nào. Ok anh em ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo cái phương tiện di chuyển mà hồi nãy mình nói nha. Thì thật ra cái phương tiện di chuyển này anh em, nó cũng rất là đơn giản thôi. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em một cái thứ vô cùng là bí mật mà từ trước đến giờ Hero Team chưa bao giờ biết luôn anh em ơi. Đó chính là, thật ra đó là mình có một căn phòng bí mật ở bên dưới đây nè anh em. Anh em thấy cái này là bức tường không? Tại sao nó lại có cái rèm ở đây? Thì mình nói với mọi người á, thì đây chính là cái nhà kho của mình. Và mọi người tin cái đó là nhà kho luôn. Mọi người không hề biết là ở bên dưới chính là một căn phòng của bí mật của mình đó mấy bạn ơi. Ok mấy bạn xem này nha. Trước tiên chúng ta đi xuống đây nè. Thì đầu tiên á, chúng ta cần phải là mặc cái bộ đồ này vô. Đây, đây là một cái bộ đồ màu trắng và chúng ta phải mặc cái bộ đồ này vô anh em ơi. Đây, mình sẽ mặc vô cho anh em xem nha. Nè anh em nhìn nè. Đây là một cái bộ đồ trắng mình mặc vô nè. Đó, đội nón vô nữa nè. Đó, anh em thấy mình giống ai không? Giống bác sĩ không? Trời thật không phải này là đồ, không phải là đồ bác sĩ đâu. Cái này là đồ của gì ta? Giáo sư anh em đó. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em căn phòng bí mật của mình nha. Mở cái này ra nè. Đó. Đi vào trong thì anh em sẽ thấy chẳng có gì ở đây cả. Thật ra nó nằm ở dưới lòng đất đó anh em. Anh em coi này nha. Ui, ghê chưa? Oh my god. Đó. Mấy bạn thấy căn phòng bí mật của mình ngầu không? Trời ơi, có cửa luôn nè, ghê không? Rồi chúng ta sẽ đi xuống dưới đây nha. Đó, ở đây nè, các bạn nhìn thấy bên trong có gì không? Đó, bên trong là đồ của mình nè. Đây là có hai cái cửa đã bị khóa lại, mình sẽ mở ra nha. Mở ra nè, mở ra nè. Đó, các bạn thấy ngầu chưa? Ôi, đây, xin giới thiệu anh em. Đây chính là căn phòng bí mật của mình nè anh em ơi. Căn phòng này chính là căn phòng mà mình xuống dưới đây để mình có thể chế tạo mọi thứ luôn anh em. Hero Team chưa có ai biết cả. Mấy bạn nhớ im lặng nha, đừng có ai nói cho Hero Team biết nha. Không thôi là mọi người kéo đến đây luôn á. Ok, rồi thôi mình phải đóng cửa lại đã. Đóng cửa lại. Ok, rồi. Xin giới thiệu anh em, đây chính là bàn máy tính của mình nè. Thì ở đây mình có thể chơi Minecraft nè. Và sau đó là làm việc nữa anh em ơi. Còn ở đây chính là chỗ để mình có thể chế thuốc nè. Đó, bên đây là mình đang nghiên cứu về con người anh em ơi. Anh em thấy không nè, đây nè, đây là bao tử người nè. Đây là xương người nè, đó, anh thấy ghê không? À, còn đây chính là chiếc máy thần kỳ, có thể giúp cho mình chế tạo ra tất cả mọi thứ mà mình muốn luôn. Đây, bây giờ mình sẽ đem lông cừu nè. Với lại là gì ta? À, lông cừu nè, với lại là lông gà nè, và thêm hoa nữa nè, mình sẽ bỏ vô cái máy này và mình sẽ chế ra một cái thảm bay anh em ơi. Trời ơi, anh em nghe lạ không? Thảm bay á nha. Bây giờ mình sẽ chế tạo cho anh em xem nè. Hả? Chế tạo thôi. 3 hours later. Ok mấy bạn ơi, thì đó đã chế tạo xong rồi nè. Sau 5 phút nó đã chế tạo xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần gạt cái cần này. Tít. Đó. Rồi sau đó các bạn đứng ở đây đợi một chút thôi là nó sẽ ra sản phẩm cho anh em. Ủa đâu ta? Ủa, tao mất tiêu rồi. Tao không thấy gì hết vậy? Ủa có gì đây em vậy? Ủa ơi nè mình lượm mày nè. Ok, bây giờ mình sẽ đem lên trên lầu để mình làm cho anh em xem nha. Ok, mình đem lên lầu nè. Đó, thì hình như là cái này nó đang bị tàn hình anh em ơi, cho nên là anh em sẽ không thấy được. À, đóng cửa lại. Ok rồi, mình đã đóng căn phòng bí mật của mình lại rồi. Ok, đi ra ngoài nè. Đây, anh em nhìn nha. Trên tay của mình anh em đâu có thấy gì đâu đúng không? Anh em nhìn nè. Umbalasi bua. Đó, anh em thấy gì không? Xin giới thiệu với anh em, đây là một cái thảm bay màu xanh anh em ơi. Anh em nhìn nó đẹp không? Nè, nó lấp lánh đâu nè. Đó, đây là cái thảm bay mà mình đã chế tạo ra nè. Bây giờ mình sẽ bay cho mấy bạn xem nha. Ok. Đó, ngồi lên nè. Các bạn thấy mình ngồi lên nè. Thấy ngầu không? Ngầu không? Trời ơi, ngầu ơi là ngầu luôn. Mình đang ngồi lên cái thảm bay nè mấy bạn ơi. Đó, bay này nha. Ôi, trời ơi, nó di chuyển anh em, nhanh ơi là nhanh luôn. Hello con heo, tao tung mày nè con heo kìa. Ok, mình sẽ dầm lại, mình tung con heo coi. Đấy, tung chết con heo nè. Ôi, trời, sao tung nó không được ta. Ôi các bạn ơi, có một số bạn sẽ nghĩ là ủa thảm bay gì đâu mà bay thấp đúng không? Coi nè, bay cao lên trời nè. Bay cao lên trời nè, tuốt lên trời nè. Ui,
Ui, bay cao quá anh em ơi. Wow. Rồi, lùi xuống nè, lùi xuống dưới nè. À, chill. Đó, rồi bay cao lên trời lại nè. Tung trúng cây rồi. Tung trúng cây rồi, đau đầu quá. Tung trúng rồi. Trời mấy bạn ơi. Tính ra cái thảm bay này mình khó quẹo ghê luôn á, nó tung mình nãy giờ muốn bể đầu luôn rồi nè. Ok, để bay qua đây thử coi. Bay nè. Wow, mấy bạn thấy thảm bay của mình ngầu không? Bay trên trời, bay tuốt lên trời luôn mấy bạn ơi. Ok, mình sẽ bay xuống nhà anh vịt nè. Trời, lộn rồi, bên kia. Cái thảm bay này nó khó điều khiển đó mấy bạn ơi. Ok, quay ngược lại nè. Bay qua nhà anh vịt nè. Hello anh vịt ơi. Thắng lại. Ok, xuống xe nè. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ để cái thảm bay ở đây, mình kêu anh vịt ra nha. Anh vịt ơi. Anh Mr. Vịt ơi, anh đâu rồi? Mày nè, trời ơi, mày thua rồi, mày chết tao xong rồi, mày nè. Dạ. Trời ơi là trời, giờ này anh còn ngồi đây nữa, hồi nãy anh kêu em là làm cho anh một cái gì đó để anh có thể đi được giao pizza, mà giờ anh không đi giao pizza, anh còn ngồi đây chơi game. Trời ơi, giờ bây giờ không có xe đi thì trời, ngồi chơi game chứ biết làm gì trời. Trời ơi. Dịch yên tâm đi, em đã chế tạo cho Dịch một cái món vật có thể giúp cho Dịch đi giao pizza được rồi. Ồ, biết rồi. Trời ơi, cái gì? Biết rồi. Sao? Lamborghini. Tào lao em làm gì có tiền mà mua Lamborghini cho anh. Em chỉ có thể làm cho anh một tấm thảm thôi. Ồ, sao tự nhiên không cho người ta cái xe ít nhất thì ra lụm đại cái xe đạp của bà đồng ve chai ra cũng được đi được rồi lấy cái thảm chú chân nha chị ạ. Trời ơi, cái thảm này không phải thảm bình thường nha. Cái này là thảm bay đó anh. Ồ, thảm bay hả? Đúng rồi, thảm bay. Ôi, cái này chắc là em mua phải hàng đa cấp lừa đảo rồi, chứ trên đời làm gì có cái thảm nó biết bay. Trời ơi, em cái này là em tự chế chứ không phải là em mua đâu. Đi theo em thêm ra đây nè. Xin giới thiệu anh, đây là thảm bay nè. Ủa, nó biết di chuyển kìa. Đúng rồi, nó di chuyển được nè, thấy không đó. Khoan, cái này là của em, màu xanh là của em, cái này là của anh nè. Đây, cái này cũng là của anh nè. Trời ơi. Màu vàng của anh. Đúng rồi. Bây giờ anh lấn chuột phải, anh ngồi lên đi. À, ngồi lên được hả? Đúng rồi, ngồi lên. Ui, ghê không? Cái này bay, đi xuống chỗ nào đi. Trời ơi, anh đập mặt vô tường luôn hả? Ôi, cái này đã lắm anh ngồi lên nó. Anh bay á, anh ngước chuột lên trên trời ha, là anh có thể bay lên trời, coi nè. Đó, bay lên trời nè. Cao lên trời luôn. Còn nếu mà anh mà quay con chuột xuống dưới đất á, thì nó sẽ đáp xuống đất. Bèo, ghê không? Hấp dẫn hả? Hấp dẫn không? Bi, anh phải đi ra pizza gấp nè, có cái thảm này là đi được coi nè. Dạ, đi. Ok, đi. Em đi trước đi, em đi theo đi, không ai điều khiển. Ok, rồi, giờ anh bay theo em nha, bay lên trời nè. Ghê không? Bay lên trời luôn, phơi quá, phơi luôn anh ơi. Ôi, bay vòng tròn thử coi. Lái như kiểu lái xe máy ta trời. Ôi sướng mà anh trời. Cái thảm này bay tuốt lên trời, bây giờ anh bay lên tới tận trên mây cũng được rồi. Anh coi nè, em bay lên mây luôn nè. Ui, bay lên mây nè, coi em dịch coi em bay lên mây nè. Trời ơi, lên. Ôi, đó. Lên tới tận mây luôn. Cho anh cái này đúng rồi nè, Phong ơi. Sao anh? Cái này tí nữa đi giật cầu hồ người ta không tranh được mình đâu. Trời tào lao thôi, cái này thảm bay để mình đi, mình giao hàng, anh đi anh giật cô hồn. Thôi đi, bây giờ em với anh đi nè. Ok mấy bạn ơi, bây giờ là mình với lại là anh Dịch sẽ cùng nhau đi giao pizza bằng thảm bay nha anh em. Trời ơi, siêu ngầu luôn. Đó, các cháu thấy bà có ngầu không? Ok đi thôi anh ơi. Tí giao bằng cái này, cái khách sợ chạy mất dép luôn á. Ok đi thôi anh, đi. Trời ơi, Dịch ơi, đảo không anh ơi. Cái này phê này, phong ơi, cái này vừa bay vừa cặp mây ăn ngon này. Trời ơi, anh ăn mây luôn hả? Thôi trời ơi, giao hàng đúng nhanh luôn anh. Hình như là nãy khách bo cho mình mấy trăm ngàn luôn đúng không? Ông tưởng mình cô hồn, ông cho mình tiền mình đi cho lẹ á. Trời ơi. Nhà bay về đâu trời. Trời ơi, tí đó anh về nhà anh nhớ chia lại tiền cho em nha. Trời ơi, em chế thảm bay cho nên anh mới được bo tiền, nhớ chia tiền cho em nha. Đơn giản, mà anh nói nghe nè. Dạ sao anh? Anh bay cái thầy xong rồi anh thấy nó phê quá. Bây giờ em cho anh cái thảm bay đây luôn được không? Trời, cái gì? Trời, không được đâu. Cái thảm bay này là do em chế tạo, đắt tiền lắm. Anh đứng im chỗ, coi anh bay tùm lum sao em nói chuyện với anh được. Anh ơi. Ủa, nhưng mà cái thảm bay này nó màu vàng nè. Nó kiểu nó xin ra để anh cho anh nữa. Bây giờ em cho anh đi.
Thôi không được, em đã nói rồi, thẩm mỹ của em á là em làm bằng màu của hoa thôi, còn thẩm mỹ của anh á là em làm bằng mạ vàng lận, đắt tiền lắm. Trời má, tao tưởng nó lấy cái gì màu vàng nó chép vô trời. Trời nói chung là anh lỡ thích quá rồi, bây giờ em xin nốt của cuối được cho không? Thôi không cho được, không cho được mà. Không cho em phóng đi luôn. Ê cái gì? Cái gì? Ê trả cho em thẩm mỹ của em mà vậy thôi. Chết. Trời ơi, thẩm mỹ này, trời ơi, thẩm mỹ này anh lấy rồi, bây giờ làm sao em lấy lại được thôi. Em cho anh đi. Trời ơi, anh kỳ quá. Ôi mọi người ơi, thiệt luôn á. Anh dịch này kỳ quá, tự nhiên giờ anh dịch đòi lấy cái thẩm mỹ của mình luôn. Thẩm mỹ đó bằng vàng lận, làm sao mà cho được. Trời là trời. Ôi mọi người ơi, bây giờ mình phải tìm cách lấy lại cái thẩm mỹ mới được. À dịch đây. Dịch. Vậy trời ơi, không đưa đâu, đừng có kêu chi á. Thôi lại đây em nói nghe nè, không đưa cũng được, không đưa cũng được. Nhưng mà em chỉ anh cách này nè. Anh có biết cách nào để cho thẩm mỹ bay nhanh hơn không? Quất rít đó hả? Tào lao, coi đó đâu phải là con ngựa đâu mà quýnh vô đít nó. Anh đáp lên trên cái ngọn cây này đi rồi em chỉ cho anh. Ủa đáp rồi. Rồi. Anh ok, lại gần đó đi, anh bay lại gần đó nha. Sau đó là anh bấm cái nút gì ta? Cái nút ship á, cái nút ship á. À ship á. Bấm đi. Trời. Chúc mừng anh nha. Và cái nút ship chính là cái nút mà hủy thẩm bay đó, anh bấm nút ship là coi như thẩm bay của anh sẽ biến mất. Rồi bây giờ là coi như anh không có gì để leo xuống. Ê, quýnh em hả? Thôi em bay đi đây. Ê, anh đừng, anh sao xuống được. Thôi, nói chung là anh thăm thì thăm thôi. Cái thẩm bay của em mà anh không chịu trả cho em. Bây giờ thôi, anh ở trên đó luôn đi. Em bay về bằng thẩm bay đây. Cho xuống đi. Thôi, xuống làm gì nữa. Bây giờ anh nhảy xuống dưới là anh cũng gãy chân à. Bây giờ em không có tha cho anh đâu. Mấy bạn nào mà muốn mình tha cho anh Dịch, hãy bình luận số 1 cho mình biết nha. Thì mình mới tha, còn không thì mình cho ảnh ở trên đây luôn. Thôi, bye bye Dịch nha. Dịch ở trên cây mình giỏi nha. Em đi đây, bye bye anh. Ê, cứu tôi đây. Kêu cái gì mà kêu ở trên đó luôn đi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như các bạn thấy thích video này và thấy thích cái thảm bay này thì các bạn đừng quên bình luận cho mình biết nha. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Kamui TV, Mèo Simmy, Kairon, Khang Dừa và Sammy Đào để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Còn bây giờ mình sẽ cưỡi thảm bay mình đi chơi tới đây. Lơ 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 đi thôi.